Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ngày 29 tháng 9 tại Hà Nội, hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân ban lãnh đạo nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 đã được tổ chức. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, trưởng nhóm công tác của Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Bị ngập nặng nhất tỉnh Thanh Hóa trong những đợt mưa lũ kéo dài hồi đầu tháng 9 vừa qua, nên Tết Trung thu đến với gần 700 học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở xã Yên Giang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa với rất nhiều thiếu thốn. Bên lề khóa họp thứ 67 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại New York, Mỹ, tối ngày 28 tháng 9, các bộ trưởng ngoại giao của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc gặp ba bên cùng thảo luận các vấn đề khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là những diễn biến căng thẳng gần đây liên quan đến tranh chấp biển đảo tại khu vực Đông Bắc Á. Cộng đồng quốc tế đang bế tắc trong việc tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài 18 tháng qua tại Syria, trong khi Mỹ và đồng minh cho rằng trách nhiệm thuộc về Nga, Trung Quốc khi đã phủ quyết các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an, thì Moscow lại khẳng định chính các nước phương Tây đã cản trở các hành động của Liên Hợp Quốc trong vấn đề Syria. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay tại Hà Nội, hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân ban lãnh đạo nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 đã được tổ chức. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, trưởng nhóm công tác của Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, giám đốc Tổng biên tập nhà xuất bản đã báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, việc chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của ban lãnh đạo nhà xuất bản theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Chuẩn bị triển khai việc kiểm điểm, ban lãnh đạo nhà xuất bản đã gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo nhà xuất bản đối với tập thể và cá nhân ban lãnh đạo nhà xuất bản. Trên cơ sở các ý kiến góp ý gửi về của các đơn vị, cá nhân, ban lãnh đạo nhà xuất bản nghiêm túc tiếp thu với tinh thần cầu thị, xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng nhấn mạnh, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này của tập thể và cá nhân lãnh đạo nhà xuất bản là nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh. Qua đó, đề nghị các thành viên ban lãnh đạo nhà xuất bản nhận thức rõ ý nghĩa, trách nhiệm của đợt sinh hoạt lần này, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, thận trọng, khách quan, chân thành, bảo đảm kết quả thực chất, thực sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt của lãnh đạo nhà xuất bản. Qua kiểm điểm, có kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế của tập thể, cá nhân, tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình công tác, tổ chức tốt hơn nữa công tác biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới đất nước. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, bà con nông dân tỉnh Thanh Hóa đã thu hoạch nhanh toàn bộ diện tích lúa hè thu, tránh thiệt hại xảy ra. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 90% diện tích lúa hè thu đã được thu hoạch. Vụ hè thu năm nay, tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo nhân dân các huyện, thị, thành phố sử dụng các giống lúa ngắn ngày có năng suất cao và cho thu hoạch trước mùa mưa lũ nên bà con rất phấn khởi. Được mua thì bà con phấn khởi nè, máy móc thì về, cho nên là có như đỡ phải vắt, khỏi phải kéo lúa lên bờ, vất vả cả thuế mấy ruột, coi như là cả thuế ngay gắt này, nhưng mà chứ có cơ giới hóa thì coi như là đỡ sức khỏe. Được mua thì bà con nhân dân nông thôn cũng phấn khởi, riêng cá nhân tôi cũng rất là phấn khởi. Sao là từ 2 tạ rưỡi đến 3 tạ. Hơn hẳn vì mua năm ngoái nhiều, năm ngoái là coi như là được có 1 tạ đến tạ 2, mà năm nay là 2 tạ rưỡi đến 3 tạ. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có công điện chỉ đạo tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố hoãn các cuộc họp không cần thiết, huy động khối đoàn thể, hội phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh cùng nhân dân khẩn trương thu hoạch nhanh lúa hè thu trước mùa mưa lũ về. Vậy là một mùa trung thu nữa đã về, đây là dịp mà trẻ em náo nức chờ đón và cũng là ngày để người lớn hồi tưởng về những nét truyền thống xưa. Mời quý vị và các bạn hãy cùng nhóm phóng viên truyền hình Thông tấn đến với không khí trung thu ở phố cổ Hà Nội. Anh Graham, du khách Scotland, đã đến Hà Nội nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh được tham dự lễ hội trung thu của người Việt. Hòa chung với không khí nhộn nhịp của phố cổ,
anh và bạn bè cũng chọn cho mình những món đồ độc đáo và lạ mắt để chung vui nhân dịp này. Thật tuyệt khi có mặt ở Hà Nội vào dịp này. Tôi thích sự sôi động ở nơi đây, rất tuyệt. Đây là dịp để tôi tìm hiểu thêm về những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Với người Việt, Tết Trung Thu đã ăn vào tiềm thức của mỗi người. Trẻ em luôn háo hức chờ đến đêm trăng rằm để đi rước đèn và phá cỗ. Đây cũng là dịp để các bậc cha mẹ thể hiện tình yêu thương đối với con em mình. Bởi vậy, giữa bao bộn bề của cuộc sống, chị Huệ năm nào cũng dành thời gian để đưa con lên phố cổ mua quà. Chiếc đèn ông sao truyền thống luôn được hai mẹ con lựa chọn. Bởi vì là cũng muốn các cháu nó hướng về cội nguồn đó, và cũng để những cái làng nghề của Việt Nam để phát triển được, và trẻ em Việt Nam phải biết tới những cái đồ chơi truyền thống của Việt Nam, và đó là cái là gia đình muốn hướng tới. Với người già, Trung Thu là dịp để họ hồi tưởng về những ký ức xa xôi của thế hệ mình. Với họ, những Trung Thu thanh bình và những đồ chơi, trò chơi truyền thống dường như đang nhạt dần. Trung Thu giờ đây đã khác rất nhiều. Nhưng mà ngày xưa cái phố Hoàng Đường này ấy, là như cái dịp như thế này ấy, là tiếng gõ đóng bánh Trung Thu ấy, bánh dẻo, bánh nướng là rộn rã cho đến 11, 12 giờ đêm cơ. Ngày xưa cái thời bao cấp ấy thì nói chung chỉ được hộp bánh thôi. Nhưng mà bố mẹ là hướng cho con xong rồi là mua ốc, rồi chờ đến phá cỗ thì là lên gác, hoặc là nếu mà không có gác thì vào trong sân có ánh trăng, thế là ngồi cha mẹ con cái quây quần rất vui. Khác nhiều bởi vì ngày xưa chị ở kia thì mọi người thì hay chỉ múa sư tử rồi đi chơi vòng quanh nhà các thứ ấy thôi. Nhưng mà ở đây thì có cả một khu là chơi rất là đông đúc và cho mọi người chơi được. Thật ra thì mỗi cái nó có một cái thú vị riêng. Ngày xưa thì mình có một cái truyền thống từ ngày xưa của mình, còn bây giờ thì cũng có cái mới lạ của nó. Nên là mỗi cái nó có một cái hay riêng của nó. Giữa bàn ngàn các loại trò chơi hiện đại, đồ chơi Trung Thu truyền thống chỉ chiếm một góc khiêm tốn. Đây là những món đồ đã ăn sâu bén rễ vào tiềm thức bao thế hệ, là điểm kết nối giữa truyền thống và hiện đại, để người trẻ hôm nay tìm về với những nét văn hóa truyền thống xưa. Do vậy, việc lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa này là hết sức cần thiết. Còn sau đây là phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa. Bị ngập nặng nhất tỉnh Thanh Hóa trong đợt mưa lũ lớn kéo dài hồi đầu tháng 9 vừa qua, nên Tết Trung Thu đến với gần 700 học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở xã Yên Giang, huyện Yên Định với rất nhiều thiếu thốn. Những nếp nhà trống trải do đồ dùng đã hư hỏng hoặc trôi theo cơn lũ dữ này đã cho thấy người dân xã Yên Giang, huyện Yên Định đang phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, vất vả. Thế nên cái Tết Trung Thu đối với các em nhỏ nơi đây càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Nước ào ào đổ về, gây chia cắt và ngập nặng trên hầu hết địa bàn xã. Và các trường học trên địa bàn cũng không ngoại lệ. Hệ lụy là gần 700 học sinh phải nghỉ học trên 10 ngày. Sau cơn mưa lũ, hầu như toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập, quần áo của các em học sinh không còn dùng được. Sau những ngày nghỉ dài do lũ, nhiều em đã đến trường với hai bàn tay trắng. Mong ước lớn nhất của học sinh nơi vùng lũ này trong mùa Trung Thu không phải là đồ chơi, là đèn ông sao hay bánh Trung Thu, mà đơn giản chỉ là có sách vở và chiếc cặp đến trường. Với em Đỗ Thị Lan, học sinh lớp 5 trường tiểu học Yên Giang, Trung Thu năm nào hai chị em đều được bố mẹ chở đi chơi ở phố huyện. Nhưng năm nay, chắc chắn cả hai chị em sẽ chẳng thể có một đêm hội trăng rằm trọn vẹn, do bố mẹ các em còn phải lo khắc phục hậu quả của lũ lụt. Trung Thu thì cháu cũng không được đi chơi giống mọi năm, vì năm nay là lụt cho nên là cháu không được vui như mọi năm ạ. Không chỉ học sinh ở xã Yên Giang, mà sau đợt lũ lụt vừa qua, tỉnh Thanh Hóa có hàng chục nghìn trẻ em đang ở độ tuổi đến trường ở các địa phương như Nông Cống, Thường Xuân, Lang Chánh, Yên Định, Thọ Xuân không thể có một Tết Trung Thu trọn vẹn như các năm trước. Bù đắp những thiệt thòi đó, những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã chung tay góp sức để đồng bào vùng lũ qua cơn khốn khó, để trẻ em có được cái Tết Trung Thu trọn vẹn. Đã có hàng chục đoàn, các đơn vị, cá nhân đến các xã, huyện vùng lũ làm công tác tài trợ, trao quà. Phần lớn các phần quà là chăn màn, gạo, đồ dùng sinh hoạt và đồ dùng học tập. Nhiều đơn vị còn trao tặng hàng trăm bộ sách giáo khoa mới cho các em học sinh với mong muốn cùng chung tay góp sức giúp trẻ em vùng lũ Thanh Hóa có một cái Tết Trung Thu đầm ấm, vui vẻ.
Trung thu năm nay thì Thanh Hóa không may là có trận lũ lụt vào Thanh Hóa đã gây ra bão lụt và gây thiệt hại cho rất nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa. Do đó cho nên năm nay lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan phối hợp với các nhà tài trợ tập trung hỗ trợ về tinh thần vật chất cho các em ở vùng lũ vùng lụt, đặc biệt là các em đang ở cái độ tuổi ăn học cấp 1, cấp 2 của tỉnh ta, đỡ về vật chất như là sách vở, sách giáo khoa, màn chống muỗi vân vân để các em yên tâm học tập và vui chơi trong cái dịp Tết Trung thu. Hy vọng dù chỉ đơn giản thôi, một gói kẹo, một tấm áo lành, một quyển sách giáo khoa cũng sẽ làm cho các em ấm lòng đón Tết Trung thu sau những mất mát đã qua. Tại Quảng Bình vào đầu tháng 9, đoàn khảo sát của Trung tâm Du lịch Văn hóa và Sinh thái Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các chuyên gia hang động đã phát hiện hai hồ nước bí ẩn nằm trong lòng động Phong Nha. Hồ thứ nhất rộng chừng 70 m². Qua thám sát, các chuyên gia đã không thể tiếp cận đáy hồ mặc dù sử dụng các thiết bị lặn hiện đại và thòng dây để đo đáy hồ. Đoàn khảo sát quyết định đặt tên hồ thứ nhất là Xuyên Sơn Hồ. Đây là phát hiện thứ hai trong một thời gian ngắn sau khối nhũ đổi màu hồi tháng 7 năm 2012. Phát hiện một lần nữa khẳng định Phong Nha là kỳ quan đệ nhất động với 7 tiêu chí nổi bật. Hồ thứ hai rộng hơn 300 m². Hai hồ nước này nằm cách nhau khoảng 500 m trên tuyến du lịch động Phong Nha khám phá 1.500 m chiều sâu bí ẩn. Được biết từ ngày 1 tháng 10 tới, Trung tâm Du lịch Văn hóa và Sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tổ chức cho du khách chiêm ngưỡng Xuyên Sơn Hồ, đồng thời tổ chức cuộc thi đặt tên cho hồ nước rộng hơn 300 m². Việc đưa các hồ nước kỳ bí mới phát hiện này vào khai thác phục vụ du khách sẽ góp phần tạo nên sự đa dạng các sản phẩm du lịch cho vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và càng có ý nghĩa hơn khi tỉnh Quảng Bình chuẩn bị kỷ niệm 10 năm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và lễ hội hang động Quảng Bình diễn ra vào năm 2013. Chương trình trình diễn trang phục dân tộc và chung kết cuộc thi Người đẹp Tuyên Quang trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 8 đã diễn ra vào tối qua tại thành phố Tuyên Quang của tỉnh Tuyên Quang. Hoạt động này nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Đông Bắc thông qua hoạt động trình diễn trang phục dân tộc do các nghệ sĩ, diễn viên quần chúng của các tỉnh Đông Bắc tham gia ngày hội biểu diễn. Gắn với chương trình trình diễn trang phục dân tộc là đêm chung kết cuộc thi Người đẹp Tuyên Quang. Thí sinh trong độ tuổi từ 18 đến 26 đã tốt nghiệp phổ thông trung học và là sinh viên của các trường chuyên nghiệp, đại học trong và ngoài tỉnh. 22 thí sinh trong tổng số gần 200 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo đã tham dự đêm chung kết và trải qua các phần thi, trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục tự chọn. Ban tổ chức đã trao các danh hiệu Người đẹp thứ nhất, Người đẹp thứ hai, Người đẹp thứ ba cho 3 thí sinh xuất sắc nhất. Ngoài ra, còn có các danh hiệu khác như thí sinh trả lời ứng xử hay nhất, thí sinh có gương mặt khả ái nhất, thí sinh trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất.